Rồi cả nhà ơi, thêm một con bulu len cho cả nhà mình nữa nha. Con này là của Fendi nha cả nhà. Mẫu mới luôn cả nhà ha. Và con này nó chỉ có một màu thôi, là màu đen và đi cái vân trắng nha cả nhà. Đó, nó hơi loang loang nhẹ nè cả nhà. Và cái chất của nó rất là mềm mịn nha cả nhà. Đó, chất vải nè cả nhà rất là mềm mịn. Nói chung là len bên em là hàng tàu nha, hàng Quảng Châu, cho nên là cả nhà mình cứ yên tâm. Chất vải rất là đẹp luôn, mềm mịn thấm hút mồ hôi nha cả nhà. Cái len nó rất là mát, nó không có bị nóng đâu cả nhà. Cái len cầm lên tay là mình cảm nhận được luôn á, cầm lên tay là mình cảm thấy nó mát luôn, nó không có bị nóng nha. À, nếu mà mặc ở buổi trưa thì nó sẽ hơi nóng, tại vì buổi trưa trời nắng á, ở thời tiết Sài Gòn thì không nên mặc nha cả nhà. Nhưng mà buổi tối là rất là ok, mặc buổi tối rất là ok giùm em luôn. Tem mát dày xịn giùm em ha cả nhà. Nè, tem mạc nè. Đó, cổ thì rất là thẳng luôn cả nhà. Phần cổ có co giãn nha và rất là mềm nha cả nhà, phần cổ rất là mềm ha. Con này mặc rất là sang cả nhà ơi. Một màu giùm em luôn nha, 45 cho tới 90kg nha cả nhà. Size S cho tới XL cả nhà ha. Hai bên tay là có bo nha cả nhà, có bo cho cả nhà mình nè, co giãn rất là tốt. Bắp tay to mặc vẫn thoải mái nha cả nhà. Và nó có cái phần bo tùng nè cả nhà. Đó, những cái áo mà có phần bo thì mình mặc nó sẽ che được cái phần bụng nha cả nhà. Giống như cái áo này nè cả nhà, mặc nó sẽ che được cái phần, nếu mà mình có hơi có bụng một xíu mặc rất là ok. Đó, nam nữ mặc được hết giùm em nha. Mẫu này nam nữ mặc đẹp hết nha cả nhà. Đó, rất là xinh. Rồi, em mời cả nhà mình lên đơn nha. Sang lắm nha cả nhà. S cho tới XL ha, comment cân nặng chiều cao tư vấn size cho.